Và ngay sau khi phát hiện chuyển động từ tay mình thì cảm biến tiếp tục mở đèn nha các bạn. Và ngay khi mình tắt đèn và cùng lúc đó là cảm biến phát hiện chuyển động từ tay mình, cho nên bộ cảm biến đã xuất ra 220V để mở đèn nha các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm cơ điện tử DT. Ở video này mình sẽ review về cảm biến chuyển động cho đèn 220V AC. Sản phẩm sẽ có chức năng phát hiện chuyển động và cấp nguồn cho bóng đèn. Bộ sản phẩm được thiết kế phù hợp với loại bóng đèn chui tròn, sử dụng điện áp 220V AC. Sản phẩm có thể điều chỉnh cả độ nhạy sáng và thời gian ngắt trễ là từ 10 cho đến 60 giây. Hiện tại sản phẩm này được bán trên website điện tử dt.com. Từ trình duyệt các bạn truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DT2312, sau đó xem chi tiết. Và đây bộ cảm biến sẽ hoạt động với điện áp là 220V AC. Và đây chúng ta sẽ cấp 220V AC vào 2 giây này. Và phía đầu ra sẽ phù hợp với các đèn chui tròn nha các bạn. Chúng ta chỉ cần lắp đèn vào là xong. Và phía trước là cảm biến chuyển động với góc cảm biến là 120 độ và khoảng cách là từ 3 cho đến 8 mét. Và do bên trong có kết hợp với lại cảm biến ánh sáng cho nên chúng ta có thể điều chỉnh cả độ nhạy sáng. Chiếc áp này dùng để điều chỉnh độ nhạy sáng. Chúng ta có thể dùng tu vít dẹp này để điều chỉnh độ nhạy sáng. Nếu chúng ta dặn về phía bên phải cùng chiều kim đồng hồ về phía dấu trừ này, có nghĩa là cảm biến sẽ hoạt động trong trời tối hoặc là trong vùng tối nha các bạn. Nếu chúng ta dặn ngược về phía bên trái thì cảm biến sẽ hoạt động ngay cả khi ban ngày hoặc là trong vùng sáng nha các bạn. Tùy theo yêu cầu thì chúng ta sẽ điều chỉnh chiếc áp này. Và bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ cấp điện 220V. Và đầu tiên mình sẽ dặn chiếc áp phía bên tay trái về ngược chiều kim đồng hồ bên phía dấu cộng này, cho cảm biến có thể hoạt động ngay cả khi trời sáng nha các bạn, hoặc là ánh sáng mạnh. Và chiếc áp bên tay phải mình sẽ điều chỉnh về phía bên phải cùng chiều kim đồng hồ để giảm thời gian thấp nhất là khoảng 10 giây. Và bây giờ mình sẽ đặt cảm biến ở đây. Và sau khoảng 10 giây không phát hiện chuyển động thì bộ cảm biến sẽ tắt đèn. Và ngay sau khi phát hiện chuyển động từ tay mình thì cảm biến tiếp tục mở đèn nha các bạn. Nếu sau khoảng thời gian là 10 giây như mình đã điều chỉnh, nếu tiếp tục phát hiện chuyển động thì đèn vẫn sáng nha các bạn. Cho đến khi nếu không phát hiện chuyển động khoảng 10 giây thì bộ cảm biến sẽ ngắt đèn. Và góc quán là 120 độ nha các bạn. Và theo thông số của nhãn xuất thì khoảng cách nhận diện là từ 3 cho đến 8 mét. Chút nữa mình sẽ thử cái khoảng cách này nha. Và các bạn có thể điều chỉnh độ ngắt trễ này thấp nhất là 10 giây và cao nhất là 60 giây. Để tăng độ ngắt trễ này thì các bạn sẽ dặn chiếc áp về ngược chiều kim đồng hồ về phía dấu cộng này để tăng thời gian ngắt trễ. Khi mình dặn hết về phía bên trái ngược chiều kim đồng hồ thì thời gian ngắt trễ tối đa là khoảng 60 giây. Tùy theo nhu cầu thì mình sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Và bây giờ mình sẽ điều chỉnh chiếc áp phía bên tay trái này cùng chiều kim đồng hồ để giảm độ nhạy sáng. Điều này có nghĩa là khi mình đặt cảm biến ở ngoài sáng thì cảm biến sẽ không hoạt động nha các bạn. Chỉ hoạt động khi mình đặt cảm biến ở trong vùng tối hoặc là khi trời tối. Tùy theo mức độ chúng ta điều chỉnh thì cảm biến sẽ hoạt động. Và đây mình vừa điều chỉnh chiếc áp phía bên trái này để giảm độ nhạy sáng và đèn trong phòng mình khá sáng, cho nên cảm biến sẽ không hoạt động cho dù phát hiện chuyển động nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tắt bớt đèn đi. Và ngay khi mình tắt đèn và cùng lúc đó là cảm biến phát hiện chuyển động từ tay mình, cho nên bộ cảm biến đã xuất ra 220V để mở đèn nha các bạn. Và cũng như vậy, sau 10 giây như mình đã điều chỉnh thì cảm biến sẽ tắt đèn. Và khi vừa tắt đèn, nếu cảm biến phát hiện chuyển động thì tiếp tục sẽ mở đèn lên nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ test thử khoảng cách nhận diện của cảm biến nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đặt cảm biến ở đây và mình sẽ di chuyển ra xa. Và bây giờ là mình đã di chuyển ra xa khỏi cảm biến. Sau đó mình đợi cảm biến tắt đi. Và mình di chuyển lại gần khoảng 6 mét thì cảm biến nhận diện ra chuyển động của mình, cho nên đã mở đèn lại. Và cũng tùy thuộc vào vị trí chúng ta lắp cảm biến, có nhiều vật cản hay ít vật cản mà khoảng cách sẽ dao động nằm trong khoảng từ 3 cho đến 8 mét. Và video review về cảm biến chuyển động cho đèn 220V của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.
Thank you.